các bạn đang nghe hồi ký Thép Đen của tác giả Đặng Chí Bình, được thực hiện bởi ban biên tập website vietsu.org. Người đọc Đặng Chí Hùng. Xin mời các khán thính giả nghe tiếp chương số 24. Chương 24 này chúng ta sẽ biết cuối cùng thì điệp viên Đặng Chí Bình sẽ bị bắt và bị bắt như thế nào. Chương 24 có tên Lọt vào tay địch. Ngày hôm sau, rồi hai ngày hôm sau nữa, bữa đó là ngày Chủ nhật, như thường lệ. Tôi ra bến xe điện ở bờ hồ mua một ổ bánh mì và một tờ báo. Ăn xong, tôi thả bước về hàng trống, định sẽ ghé vào nhà thờ lớn để xem lễ ngày Chủ nhật. Khi gần đến hiệu phở đường Lý Quốc Sư, tôi đang đứng nhìn hai người xích lô cãi nhau vì tranh khách. Mắt tôi thoáng nhìn từ xa, hai tên cảnh sát mặc đồng phục chỉnh tề đang đi lại, dáng mặt quen quen, tim tôi chợt thót nhẹ. Phải rồi, hai cái đuôi đã từng theo tôi hôm tôi lên chùa Láng. Hôm nay chúng ăn mặc đồng phục cảnh sát là có vấn đề rồi. Tôi vẫn vờ chăm chú hai bác xích lô. Đúng như tôi dự đoán thì hai tên tôi đến gần. Một tên tiến đến trước mặt tôi. Anh vui lòng cho tôi xem giấy tờ. Tôi vừa ngạc nhiên. Thưa các anh, hỏi giấy gì ạ? Vẫn với giọng nhã nhặn, anh có giấy gì thì đưa giấy đó. Không một lời nói, tôi rút ví sau quần, lấy giấy thông hành đưa cho, y cầm xem qua rồi nói: thế này không phải, xin mời anh về đồn. Quá lịch sự, tôi đã thấy nhiều lần cảnh sát hỏi giấy người khác ở trên đường phố, nạt nộ: anh cho xem giấy tờ, hoặc có giấy gì nữa. Ở đồn ở đây, có thể y không phải là một kênh cảnh sát chuyên nghiệp, phần khác tôi là người của chế độ khác mà. Nhất là lại tiếp xúc buổi đầu, hai tên chỉ đường cho tôi đi trước, chúng kiểm sát phía sau, một số đồng bào đang đi trên đường phố, đứng ngơ ngác nhìn theo. Riêng mấy cái đuôi gần đó cũng nhìn theo, nét mặt chúng lộ vẻ nửa vui mừng, hết trách nhiệm. Từ nay khỏi phải theo anh chàng lẩm cẩm này nữa, nửa như tò mò nhìn một con mồi đã vào cạm bẫy. Hai tên cảnh sát dạy tôi về phía ngõ huyện, thoáng qua là một chỗ một chiếc Citroen đen tôi đã thấy ở trên đường đi vào Vinh đang đậu. Khi tới bên cạnh xe nhìn vào trong, tôi thấy ngay băng trên ngồi cạnh tài xế là một lão mặc chiếc áo vét màu xám, đeo kính râm, chừng 40 tuổi. Một tên cảnh sát mở cửa sau chui vào, tên ngoài ra hiệu tay bảo tôi lên. Như vậy là tôi ngồi giữa hai cảnh sát và xe chạy. Tôi hiểu rằng phản dân Hà Nội đã mất quá nhiều công lao mà chả thấy tôi làm cái quái gì cả, cứ lêu bêu hết ngày này ngày khác, cho nên quyết định vồ. Tôi cũng chẳng có gì ngạc nhiên lắm, từ lâu tôi cũng vẫn biết sẽ có một ngày nào như thế vậy. Dù vậy, theo tôi nghĩ thì đúng như những cái dự dự trù bị bắt, tôi vẫn phải vờ ngạc nhiên. Trên đường xe chạy tôi ngơ ngác: các ông đưa tôi đi đâu đây? Tôi có giấy tờ đầy đủ mà. Tên mặc áo vét ngồi trên quay xuống cổng lốc: cứ đi, sẽ biết. Bây giờ thì không lịch sự nữa, xe đi vòng vèo qua nhiều phố, rẽ vào con phố vắng với cái biển lên đường phố, phố Hỏa Lò. Chéo sang bên là bức tường đá cao sừng sững 7-8 mét, bên trên cắm mảnh chai và căng dây điện trần trang trí. Từ ngày con bé ở hồi Hà Nội, ngay cả lần này thì từ khi ra đây tôi cũng chưa từng đi đến phố Hỏa Lò, vì vậy tôi chưa thấy Hỏa Lò Hà Nội bao giờ. Xe đó lại trước một cái cổng to đồ sộ kín mít với hai cánh cửa to tướng như cánh cửa thành ngày xưa. Từ một trong hai cái cánh cổng nhỏ ở hai bên, một tên bộ đội bồng súng chạy ra. Sau khi nghe thêm xem cái miếng giấy do tên áo vét đưa thì tên đứng nghiêm và theo lối quân sự rồi chạy vào trong mở cửa. Cửa lớn từ từ mở ra và chiếc Citroen chạy tuột vào trong. Hai tên cảnh sát dòng tôi qua một cái sân rộng có trồng hoa, bên trên là một dàn nho lá xanh dần. Chúng dẫn vào một cái buồng trống trơn, chỉ có một cái ghế bàn và một cái ghế, trong đó đã có bốn tên ngồi rất là hung thần. Hai phút sau thì mặc áo vét đi vào, đặt cặp xuống bàn rồi lấy một tờ giấy, y ra hiệu cho tôi ngồi xuống ghế. Y đọc: lệnh giam giữ Bộ Công an ra lệnh tạm giữ và xét hỏi tên Lê Viết Hùng, tuổi vân vân, quê quán theo giấy thông hành giả. Một tên trong bốn tên hung thần cộc lốc bỏ hết đồ và cởi quần áo ra. Tôi vừa phản đối: các ông bắt tôi về tội gì? Tên mặc áo vét cau mặt quát: đừng vừa vịt, hãy chấp hành mệnh lệnh. Bốn tên hung thần như được lệnh, chúng xông đến, thằng thì lục túi rết, thằng thì cởi quần áo tôi. Tên mặc áo vét chỉ mắng tôi: biết điều thì sống, không biết điều thì càng chết chết sớm. Vì đã có chủ định cho nên tôi chả nói gì nữa. Thằng áo vét ngồi vào bàn ghi biên bản trong một căn phòng nhỏ mà chúng bật đến bốn con đèn sáng chói. Chúng đánh giá tôi quá cao, như là một điểm viên có hạng không bằng. Chúng dùng kính lúp soi hết chiếc quần áo của tôi, từng khuy áo, khuy quần, đường chỉ. Một tên quát: mày có máy ảnh không? Tôi lơ ngơ: máy ảnh gì? Chúng nó tưởng tôi có một cái mảnh nhỏ xíu giấu trong khuy áo, khuy quần. Chúng khám hết, tên áo vét ghi từng thứ một. Còn cái quần đùi, chúng cũng bắt lột ra thôi, nốt.
Tôi thấy ngượng, không muốn cho chúng cởi. Một thằng chỉ mà tôi quát, cởi ra ngay, muốn ăn đòn hả? Chúng nó súng lại vậy với tôi, xoay lỗ tai, bới tóc, lỗ mũi, lộn mi mắt, mắt há miệng xem từng cái răng. Thật may là tôi đã phòng hờ, chì mặt. Từ khi ở Vinh Gia lần thứ nhì, tôi đã mua một cái bó tăm tre. Tôi bỏ chì mặt ở giữa, chỉ buộc bằng một cái sợi chỉ con rất là hư hênh, nhưng vô tình thì rất là khó thấy. Mà có thấy thì chỉ nghĩ đó là một sợi ni lông. Chúng chỉ có thể nghĩ người buộc tăm để vương vào và chúng sẽ bỏ qua. Bó tăm chỉ chừng có 20 cái, bé bằng hai ngón tay nên chúng chẳng tháo ra làm gì. Một tên nào cũng có vẻ nhức tức tối. Chúng khám xét kỹ lưỡng cả đôi dép Thái Lan, đồng hồ, bút máy, vân vân. Nghĩa là người tôi không còn một cái gì mà chúng bỏ qua, mà cũng không thấy gì cả. Cuối cùng, chúng bắt tôi đứng thẳng chân, cúi chống hai chân xuống nền nhà, và một thằng bạch lỗ đít của tôi, một thằng khác thì đưa một cái que sắt thọc vào. Đến đây thì tôi phải trình bày một chi tiết hơi thô tục một chút. Từ khi bị chúng phát hiện, tôi ăn không ngon, ngủ không yên, tinh thần ngày đêm căng thẳng như một con cá nằm trên thớt chờ ngày bị làm thịt. Vì thế, phân của tôi thường táo bón từng cục như là phân dê, 3-4 bữa tôi mới đi ra ngoài một lần. Do đó, khi mà thọc que vào lục cục, một thằng thọc que tươi mặt hẳn lên, làm cho mắt những tên kia cũng sáng long lanh. Chắc chúng nghĩ đã khám hết mọi chỗ không có gì, mày giấu đây làm sao qua mắt được chúng ông. Khi chúng kéo quay sát ra, những cục phân rơi lủng củng trên nền nhà. Tôi rất tiếc là đang phải chúi cúi đầu nên không nhìn thấy mé mặt của chúng lúc này ra sao. Tôi chỉ thấy cái cầm que sắt vất mạnh vào góc nhà đầy vẻ bực tức, rồi hình như là giận lây sang cả tôi, y phát mạnh vào bóng tôi rất giàn giạt rồi quát: đứng dậy! Hơn 2 tiếng đồng hồ khám xét lục lọi cũng chả có góc khô gì cả. Chúng vất lại cho tôi một cái lược sừng nhỏ, một chiếc quần lót và một chiếc khăn mặt. Tôi chỉ còn cái đồng hồ của tôi để trên bàn. Trả lại cho tôi chiếc đồng hồ. Tên áo vét đập tay xuống bàn, đứng bật dậy: đồng hồ nào của anh? Đó là tang vật hoạt động của một tên gián điệp. Tôi vừa giật mình: sao? Tôi là gián điệp? Y quát cầm miệng lại. Chúng vất cho tôi một bộ quần áo sọc xanh trắng, mặc vào. Phải làm sao để lấy lại được gói tăm? Tôi thầm nghĩ để đánh lạc hướng của chúng. Tôi vừa xuống nước năn nỉ: tôi có răng sâu, đau lắm. Các ông cho cái bàn chải và hộp thuốc đánh răng. Chúng ném cho tôi cái bàn chải còn hộp thuốc đánh răng. Chúng bóp hết ra rồi xé ra khám. Dù bàn chải và thuốc tôi mua ở bờ hồ, nhưng đó chỉ là phụ. Tôi vừa cho ngón tay vào hàm răng phía trong. Tôi có răng sâu, ăn uống xong phải đánh răng hoặc xỉa răng. Các ông không cho tôi chút đánh răng, đành phải xỉa bằng tăm vậy. Các ông cho tôi xin gói tăm. Một thằng cầm gói tăm lên, liếc qua rồi ném cho tôi. Thế là ổn rồi. Khoảng 11 giờ trưa, một tên mặc quần áo cảnh sát, đeo quân hàm trung sĩ nhưng không đội mũ, khoảng 35 tuổi, y vào buồng ra hiệu cho tôi đi theo. Tôi đi trước, y đi sau ngoắc ngón tay và chỉ đường cho tôi. Qua 4-5 lần cửa sắt, khi đi qua một cái sân nhỏ dưới gốc cây vàng, tôi thấy một anh cởi chân trùng trục đang cúi gằm mặt xuống như mang nặng một cái nỗi niềm suy tư. Khi tên cảnh sát dong tôi qua, anh ngẩng đầu lên và anh bị chuột mắt bên trái. Tôi chợt nhớ ra những ngày lang thang trên đường phố Hà Nội, trong một hiệu sách tôi có mở xem cuốn C-47, trong đó có hình ảnh chuột một mắt trái, trung úy phi công Phan Thanh Vân. Anh nhìn tôi nhìn anh. Tôi biết anh, nhưng anh không biết tôi. Anh sẽ tưởng tôi cũng như 100.000 người tù khác ở miền Bắc mới bị bắt vào. Tên cảnh sát dẫn tôi mãi đi vào một cái hành lang nhỏ tối sâu hun hút. Qua một cửa sắt nữa, tôi nhìn thấy một cái dãy buồng. Mỗi cửa buồng mang một cái số. Tên cảnh sát trao cho tôi một tên mặc đồ vàng, cũng đeo ron trung sĩ. Tên này nét mặt ác ôn, cái mũ đỏ như cà chua con ở giữa mặt. Chúng nói nhỏ thì với nhau không nghe rõ. Tôi mũi cà chua mặt lâm lì, vẫy tay bảo tôi theo. Y rút chùm chìa khóa to tướng, kêu lẻng sẻng ở dây lưng, lấy một chùm chìa khóa mở buồng số 6. Từ nhỏ đến giờ tôi chưa trông thấy một nhà tù lần nào cả. Vì thế khi bước vào cổng hỏa lò, tôi nhìn cái gì cũng lạ. Những cái cửa sắt to, những chiếc khóa lớn, vắng lặng, tịch mịch và âm u. Khi đến mũi cà chua mở cửa buồng, tôi nhìn vào trong thấy tối lờ mờ. Căn buồng rất hẹp, mỗi bề chỉ chừng 2 mét, hai bên sát tường, mỗi bên có một cái sàn xi măng, không có chiếu. Mỗi sàn rộng từ 65 đến 70 phân, cao hơn mặt nền chừng 60 phân. Dưới gầm trống trơn đen xì, giữa là một cái lối đi nhỏ khoảng 60-70 phân. Trên mỗi sàn có một cái cùm sắt to tổ bố gắn liền xuống sàn. Tôi đang mở mắt to lạ lùng nhìn vào. Chưa bước vào thì đột nhiên tên mũi cà chua đập mạnh vào gáy tôi, rồi y đẩy tôi vào. Đi vào, đứng lờ cái gì? Là một cái thanh niên sống dưới chế độ Cộng hòa Dân chủ, tôi được hấp thụ cái khuynh hướng tư tưởng tự do. Mà giai đoạn ấy ở miền Nam, chủ nghĩa nhân vị của Tổng thống Ngô Đình Diệm đang được đề cao phát triển. Mà một ý niệm có tội thì xử tù hay bắn, chứ nhân phẩm tự do không được xâm phạm. Vì vậy tôi nóng lên, tôi lùi lại và để lấy thấy mắt nảy lửa nhìn y như bắn tươi nước sống. Tôi chỉ vào mặt tên mũi cà chua.
Tôi biết hiến pháp nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là không đánh người, do đó nếu ông đánh tôi là tôi đánh lại. Nhìn thái độ quyết tử của tôi lúc đó, y cũng trờn, vì thế y xuống nước. Thì tôi bảo anh vào chứ làm sao. Rồi y ra phía ngoài rút cái cốt cùm, trở vào y nhấc nửa phần trên cái cùm cho há ra. Anh bỏ chân vào, tôi ngồi gậy xuống chiếc khản xi măng. Từ từ tôi nhấc một chân đặt lên một lỗ cùm. Y lừ lừ nói tiếp, bỏ cả chân kia nữa. Tôi phải xoay người lại, rồi cũng từ từ chậm chạp bỏ chân kia vào nữa. Y lấy tay sập mạnh cái cùm đánh cái sầm một cái, sắt trên mặt và dưới dập mạng vào nhau, bật ra tiếng chát chúa. Y ra ngoài đút chốt cùm, đóng sầm cửa lại. Chừng 10 phút sau, bỗng cửa lại mở. Lần này y vào cầm trong tay một chiếc gậy gỗ dài 50-60 phân to bằng cán sẻng. Y trợn to cặp mắt to trắng giá, quả cà chua trước mặt y càng đỏ loét. Phía sau y bên ngoài cửa thấp thoáng một tên nữa. Y vào quật tôi ngay, miệng luôn chửi, đi em mày, ngáng bướng này, mày biệt kích gián điệp này, đi em mày, ra phá hoại miền Bắc này. Tôi bị nó quật túi bụi, tôi phải giơ tay đỡ. Người tôi sốt lên sùng sục, tôi gầm lên, đi em chúng mày hèn hạ, cùng tao rồi mới đánh, chúng mày là lũ dã man. Máu ở tay ở chân tôi chảy ra, tôi không còn biết đau nữa. Nó quật tôi hàng chục cái lên địa rồi ra. Trước khi đi nó còn chỉ cậy vào mặt tôi, cho con chết con ạ. Rồi đóng cửa cài then, tay tôi sưng lên và tím, nhiều chỗ nổi lên cột cục, vai và lưng đau ế ẩm, máu nhiều chỗ chảy đỏ xuống cả bộ quần áo sọc trắng. Chân tôi lúc vặn vẹo đỡ gậy nó vụt bị cạnh của chiếc cùm sắt cứa làm chảy máu nhiều chỗ. Lúc này tôi quá hốt hận, không thiết sống nữa, như thế này cũng phải chết thôi, phải chịu bao nhiêu đau đớn rồi cũng chết, vậy thì thà chết trước khỏi khổ. Qua sách báo cộng sản, qua các cuộc phỏng vấn của người vượt tuyến ở Gia Định, trước đây tôi biết lãnh tụ cộng sản thì chúng coi như thần thánh, ai xúc phạm chúng sẽ giết ngay. Nghĩ như vậy, nhất là nhìn máu chảy thứ tung, chỗ nào cũng máu, uất hận ngập trời, tôi gầm lên, đi em thằng chó Hồ Chí Minh, đả đảo thằng Hồ Chí Minh, chúng mày làm cho cả dân tộc lầm than đau thương cùng khổ. Tôi cứ thế gào lên, mục đích mong chúng mang súng vào cho mấy phát. Tôi chẳng thiết sống nữa. Một đứa mở cửa sổ nhỏ tí ở giữa cửa lớn, im ngay cái mồm không thì chết đấy con. Tôi chẳng trông rõ ai cả, tôi hét lên, đả đảo thằng Hồ Chí Minh. Một lúc sau cửa lớn mở, ba thằng bước vào. Có cả thằng mặt mũi cà chua đã đánh tôi khi nãy. Chúng mang một cái khung sắt, loại sắt tròn, đường kính độ 1 phân rưỡi. Chẳng nói năng gì, một thằng bẻ quặt hai cánh tay tôi ra sau, khóa lại bằng chiếc khóa số 8. Hai thằng lắp cái khung sắt vào đầu và cầm tôi, rồi chúng vặn ốc vít ở dưới cằm. Hai hàm răng của tôi bây giờ bị cái cùm mồm xếp chặt lại, một miếng sắt mỏng 3 x 6 phân. Hai bên có hai cái lò xo chặt mồm tôi lại. Nói và chửi bây giờ không thành tiếng nữa, chỉ là những âm thanh u ớ xìn xịt. Trước khi ra chúng còn đen, con sẽ chết con ơi. Sau khi cửa đóng, chỗ máu của tôi vẫn chảy. Bây giờ tôi không nằm được, cũng không xoay sở gì được nữa. Hai tay bị khóa đằng sau, hai chân trong cùm sát xuống sàn. Mấy chỗ sưng ở tay bắt đầu ngứa ngáy. Bây giờ tôi cảm thấy ngứa khắp cả người, thái dương đã nổi lên giật liên hồi dần dần. Tôi thấy người mình nóng ran, mắt hoa lên và quay cuồng. Chừng 4 tiếng đồng hồ sau, tự nhiên người tôi cứ đảo lộn quay cuồng như trong chóng. Chỉ còn một cái thế duy nhất là cục dựa vào đầu tường, mắt nhắm nghiền, một luồng hơi nóng như lửa chạy từ bụng tới ngực rồi lên đầu, rồi tôi không biết gì nữa. Khi tôi tỉnh lại trời đã sáng, như vậy thì tôi đã ngất xỉu qua đêm. Tôi thấy tay tôi bị tê dại và nặng như chì, cả người tôi đau đớn, nhức mỏi đã rời. Tôi chỉ còn hai cái vai ngúc ngắc rung lên vì ngứa. Mãi lâu lắm rồi thì thấy chiếc cửa sổ nhỏ mở ra, rồi một giọng hỏi, mày còn ra mồm nữa không? Tôi mở mắt nhìn, nhưng vẫn dựa vào tường bất động. Bây giờ còn chửi làm sao được nữa. Tôi thấy tôi ngồi yên, cửa sổ đóng lại. Người tôi lúc đó thì thật là kinh khủng, cả chân tay tôi bị giật giật như kinh phong, chết không mấy được. Nếu ai giết tôi lúc này là họ ra ân cho tôi. Rồi bây giờ thì ngồi viết lại, nghĩ đến tình cảnh lúc ấy còn thấy kinh hoàng, và nỗi thù hận còn đang dâng cao như núi. Rồi tôi lại xỉu đi lần nữa, lúc xỉu là lúc hạnh phúc nhất. Nhưng tỉnh lại thì lại kinh khủng quá. Tôi không ngờ chúng nó là chơi một cái trò ác độc đến thế này. Chửi để mong cho chúng phải phát đạn, nếu chúng bắn tôi chết, hòa cả làng. Tôi chết rồi, biết cái gì nữa. Không biết là mấy giờ rồi. Ôi, loài người thật là dã man. Bây giờ có muốn cắn lưỡi cũng không sao mà cắn được. Mãi lâu lắm, cửa sổ nhỏ lại mà xịch mở, vẫn cái giọng lúc sáng, mày còn chửi nữa không? Tôi thấy rằng thôi, hãy chịu cho chúng nó lúc này, sau sẽ tính. Chúng nó không biết mà cứ cùng kiểu này chịu sao nổi. Vì vậy tôi cứ nhìn ra ngoài cửa sổ ngắc cái đầu. Chúng nó lại đóng cửa sổ lại.
Tôi tưởng mình chịu thua, chịu xuống xe, chúng sẽ tha cùng tay, cùng mồm ngay, nhưng bắt đi. Mãi tới gần giờ chiều mới thấy cửa mớn mở và hai tên đi vào. Tôi không thấy tiền mũi cà chua, chúng nó đến bên cạnh tôi, một thằng đập tay vào vai tôi giọng giễu cợt. Thế nào, mình còn cương nữa hay là biết hãi rồi? Tôi vẫn ngốc ngác cái đầu, chúng vừa tháp cùng mồm, cùng tay tôi vừa nói. Mày đã vào đây mà không biết điều thì chỉ con đường khổ mà chết. Bao nhiêu thằng ba đầu sáu tay mọc bao nhiêu cái sừng chúng ta cũng bắt hết. Từ nay phải biết điều nghe không? Tôi chẳng nói năng gì cả, hai tay tôi cứ sụi ra không nhấc lên được nữa. Tôi mệt rã rượi như người không xương. Người tôi lại thấy ngây ngất, sốt và tôi nằm phịch xuống sàn. Chúng nó ra ngoài tôi thoáng thấy chúng đưa ra một cái gì đó, có lẽ là cơm, để lên phía đầu tôi. Cơm đấy, ăn đi, chốc nữa tao lại lấy bát. Đêm hôm sau đó thì một cái cơn lên sốt và dữ dội. Tôi mê man rên rỉ suốt đêm, cả người tôi đau như dần, cứ thiếp đi một lúc rồi tỉnh lại, miệng lảm nhảm chỉ kêu mẹ ơi. Tôi cầu xin Thiên Chúa, xin trời cho tôi chết. Tôi vừa sốt vừa đau, hai chân tôi trong cùm tê dại đau buốt. Bát cơm gạo hầm mà tôi đũa từ lúc chúng tháo cùm mồm tôi ra vẫn để lỏng trọng trên sàn phía trên đầu tôi. Tôi không muốn ăn uống gì cả, dù đã hai ngày nay. Từ lúc sáng sớm hôm qua tôi ăn một ổ bánh mì nhỏ ở bờ hồ trước khi bị bắt, miệng tôi đắng và khô không nhổ ra nước bọt. Sáng hôm nay là ngày thứ ba, tôi vẫn nằm nghe loáng thoáng nhiều tiếng phụ nữ cười nói, tiếng nước chảy như đang có người tắm giặt ở đằng sau tường phía đầu tôi. Nghe những lời qua tiếng lại tôi cũng biết họ là tù, và ngay sau buồng tôi là bể nước họ giặt giũ tắm rửa. Cửa sổ nhỏ bỗng mở, tôi nhìn nhưng mà chẳng rõ là ai. Rồi nghe tiếng lẻng kẻng của tiếng chìa khóa mở cửa buồng. Một ông già chừng 60 tuổi, đầu đã bạc, mặc thường phục đeo kính trắng bước vào buồng. Theo sau có mấy người nữa. Ông hỏi giọng miền Nam, anh không ăn cơm? Tôi lắc đầu, tôi sốt. Y quay lại nói gì với mấy tên phía sau. Tôi thấy chốt cùm kéo ra, một tên nhìn tôi, anh bỏ chân ra. Tôi ngồi dậy mệt mỏi mà nhấc cái cùm lên phía trên, rồi chậm chạp nhấc hai chân ra. Máu chảy ra phía dưới mặt cùm và ống quần tôi đã đen lại. Ông già đeo kính trắng có vẻ khuyên răn, anh đã vào đây đừng vướng bỉnh, phải ngoan ngoãn biết điều, lợi cho anh, nếu không chỉ thiệt thân. Một lúc sau một người ném vào cho tôi một bộ quần áo nữa, cũng sọc nhưng đã cũ. Cho anh thêm bộ này, thay bộ quần áo đó ra đi, giặt đi. Chúng nhìn thấy quần áo và áo tôi đầy máu đen, ông già và mấy người đi ra. Tôi chẳng biết ông già làm gì nhưng có vẻ tử thế. Một lúc sau thì cửa lại mở, một tên áo vàng chừng 40 tuổi đeo lon hạ sĩ vào và hỏi tôi, tên anh là gì? Tôi nhìn lão, Lê Viết Hùng. Tôi hỏi tên thật của anh ở Sài Gòn cơ. Tôi đáp, Đặng Chí Bình. Lão nghiêm giọng, tôi là cán bộ xà lim ở đây. Vậy thì từ nay anh phải nghiêm chỉnh chấp hành mọi nội quy ở đây, không được la ó ca hát, không được quan hệ nói chuyện với buồng bên cạnh, không được mang bất cứ loại kim khí nào vào trong buồng. Mỗi buổi sáng mang bô phân nước giải của mình vào nhà tắm, đổ vào lỗ xí tráng chừng 5 phút. Nếu bị cùm trong kỷ luật, một tuần chỉ mở cùm cho đổ bô một lần vào sáng thứ sáu, một tuần tắm giặt 2 lần vào thứ hai và thứ sáu, mỗi lần không quá 15 phút. Nếu anh vi phạm tùy theo mức độ sẽ bị kỷ luật cùm một chân hoặc cùm hai chân hoặc đưa đi Castro. Tôi ngồi mệt quá như xỉu đi, tôi lựa lưng vào tường mặc cho y nói. Một lúc sau y vừa mới nói vừa đi ra, tôi sẽ gọi y tá vào cho thuốc. Rồi y lại đóng cửa lại. Tôi nghe tiếng y mở cửa buồng bên cạnh, một người ra chắc để đổ phân. 5 phút sau cửa đóng vào, lại mở buồng khác, thấy tiếng chạy lịch kịch, rồi nghe tiếng nước chảy rào rào, rồi tiếng chân chạy về buồng. 6-7 lần như vậy là thấy mở cửa buồng của tôi, tiếng kiến cán bộ xà lim ra đổ phân. Tôi tụt xuống sàn, cúi nhìn vào gầm sàn, thấy cái bô tôn có nắp gỗ đậy từ tối đến qua đến giờ, tôi có ỉ đá gì đâu, nên cứ đứng ngơ ngác. Y thò cổ vào, sao không đổ ra thùng? Tôi trả lời, tôi chưa. Y đóng cửa sầm lại một cái, cài then sắt bên ngoài. Một lúc sau, cửa lại mở, một bà y tá mặc áo blue trắng, ôm một cái khay thuốc đi vào. Bà ta chừng 28-30 tuổi, sau này tôi được biết tên là bà Dậu. Bà ta xem các vết thương ở chân, tay, vai, lưng của tôi, sau đó cho tôi một nửa hộp dầu cao sao vàng. Bà bảo xoa vào chỗ sưng, thấm chỗ thuốc đỏ vào chỗ chảy máu. Tôi đang sốt nên tôi nói, đêm qua tôi bị sốt và bây giờ cũng bị. Bà cho tôi 2 viên thuốc trắng, bảo uống. Khi bà ta ra thì tên cán bộ xà lim lại vào. Anh mang bát cơm kia ra, cầm cả cái gáo ra lấy nước và lấy cơm. Tôi cầm bát cơm ra, chân tôi đau quá đi khập khiễng. Y bảo tôi để bát cơm cũ xuống đất, lấy gáo lại thùng múc một cái gáo nước, rồi cầm bát cơm mới đi vào. Tôi nhìn trên bệ tường có 8-9 bát cơm, tôi cầm một bát và đi vào. Y đóng cửa lại và nói, ăn nhanh, 15 phút sẽ phải trả bát.
Từ hôm qua tôi không hề ăn uống gì, nhưng mà và một miếng vào mồm nhai thì tôi không nuốt nổi, mồm đắng hay cơm đắng. Nhưng nếu không ăn chỉ có chết, nghĩ lại cố gắng nhai và nuốt. Tôi vừa nhai vừa nhìn bát cơm, cơm thuộc loại gạo hầm nhưng không có độn, còn tốt hơn cơm hàng ngoài phố. Cơm được đựng trong một cái bát to, đường kính miệng chừng 17 phân, cao chừng 7 phân, bằng chất gì như là nhôm, màu xám xám rất cứng, có thể là nhôm pha antimon. Hình thì đít bằng, lượng cơm thì bằng chừng hai bát cơm nhỏ gia đình thường dùng, một bát nhỏ như vậy nữa, cùng với một loại hợp kim và hình thể như là cái chiếc bát to, đường kính khoảng 10 phân nhân 15 phân, thường thường đựng rau muống già, nấu muối và đen xì, bát canh nhỏ để chồng lên bát cơm. Vì thế khi mở cửa ra tù thì tay cầm một gáo dừa, đến một thùng nước múc một gáo nước màu đen đen, sau này tôi hiểu là gạo rang cho trái đen, một nắm nấu cho cả mấy trăm người, rồi đến cầm một cái bát cơm đi vào. Cán bộ đây gọi là quản giáo, sau khi đóng cửa cài then phía ngoài lại tiếp tục mở buồng khác. Chừng 10 hay 15 phút sau, quản giáo lại đi mở từng buồng để tù đưa trả lại bát cho chỗ cũ. Múc thêm gáo nước nữa, cơm nước nấu ở khu nhà bếp cũng là do tù được tuyển chọn phụ trách, hầu hết là tù hình sự hoặc là cán bộ tham ô hủ hóa. Tôi cố gắng ăn nhưng cũng chỉ được khoảng nửa bát cơm và húp tí nước rau. Khi mà quản giáo mở cửa ra thì tôi đưa bát ra, y chỉ, để vào chỗ cũ. Tôi không biết nên để cả đũa ở đấy. Tôi bảo y là phải đưa cho tôi, và y bảo tôi đưa lại chỗ cùng suốt. Tôi liếc nhìn xuống bên cạnh thì trước cửa buồng tôi thấy một cái đôi đũa treo lủng lẳng ở chỗ tay suốt cùng. Tôi không có dây nên gác đại đũa lên hai cái suốt. Khi vào trong buồng, dù người còn đau ê ẩm, chân vẫn đi tập tễnh nhưng tôi vẫn thấy thoải mái hơn nhiều. Bây giờ tôi mới thấy cái cùm. Cùm là hai miếng sắt, mỗi miếng dày 2 phân rưỡi, bản rộng 8 phân, nửa dưới nằm gắn liền với một bờ xi măng nằm sát xương sàn, nửa trên nối với dưới bằng một khâu bản lề làm bằng chính hai miếng sắt ấy. Phía ngoài cùng trông như một cái mỏ vịt được đục một cái lỗ dài để sập vào một cái khuy làm bằng loại sắt vuông khoảng 1 phân rưỡi. Một thanh sốt chuốt bằng cái miếng sắt rộng 5 phân và dày 1 phân từ phía ngoài tường thọc vào cái khuy hình sắt và hình vuông là cứng ngắc, bất khả nhúc nhắc, trừ phi có bên ngoài có người rút chốt cùm, đuôi chốt cùm là lại có chốt, rồi lại một cái khóa nữa. Buồng xà lim thường có hai sàn xi măng cửa ở giữa, trần xà lim cao chừng 4 mét, mái thít gần sát trần, không có một cái cửa sổ nào lớn mà chỉ có một cái cửa sổ nhỏ kích thước khoảng 60 x 25 phân, có 5 chân song sắt, đường kính 2 phân rưỡi, có lưới sắt che, vì thế ban ngày trong buồng chỉ lờ mờ nếu không có cửa lớn. Cửa xà lim làm bằng gỗ lim dày 4 phân, lại có nẹp đai sắt dày. Giữa cánh cửa chỗ ngang tầm mắt người đứng có một cái lỗ cửa sổ nhỏ rộng 20 phân, cao 15 phân, có 6 song sắt, còn cái loại 1 phân rưỡi, như thế chỉ đút đoạn ngón tay lọt. Bên ngoài thì có một cái miếng sắt mỏng mở ra đóng vào che kín, có chốt. Tường dày 50 phân. Đây là công trình của thực dân Pháp xây, bây giờ cộng sản dùng để cung kẹp và giam giữ những người chống lại chúng. Thưa quý khán thính giả, thì chương số 24 của hồi ký thép đen tập 1 đã đến đây là hết, và mời quý thính giả tiếp tục nghe chương tiếp theo và chương trình lần sau. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.